Chào Xuân Tân Mão 2023, Thiên Hà ông chúng tôi, số 5 ngõ 198 Thái Hà có những combo với những câu hình đặc biệt để dành cho các quý vị. Với dòng Rotel và loa Kip thì các bạn phải bỏ ra giá 35 triệu, nhưng để trên khách hàng thì hiện tại Thiên Hà đang có giá đặc biệt là 25 triệu. Và chúng ta cùng xem bộ đôi sản phẩm đến từ Anh Quốc này như thế nào. Loa Q350 đó là một trong những dòng loa được sử dụng công nghệ cao cấp và tốt nhất của hãng Kip. Đó là hệ thống UniQ. Với hệ thống này thì loa Twitter sẽ được nằm ở trong loa Midbass để tạo được sự đồng pha chính xác. Và màng loa thì được làm bằng hợp kim rất là đặc biệt. Đó là một cái công nghệ vượt trội của hãng loa Kip. Và loa Kip này thì có độ nhạy là 87 dB cho trở kháng 8 ohm. Và đây là một trong những dòng loa cho người chơi được cách sử dụng âm ly hiệu quả nhất từ 20W đến 120W. Vâng, sản phẩm thứ hai chính là chiếc âm ly Rotel đến từ Anh Quốc. Đây là dòng Rotel A11. A11 này thì có công suất thanh định 50W cho một kênh và nó có thể chơi được một lúc hai cặp loa. Nhưng dòng A11 này nó còn hội tụ thêm một điều cho các bạn chơi trong hệ thống không dây, đó là kết nối được cả Bluetooth. Và để đa dạng hơn trong các sản phẩm chơi này thì chúng ta có cách nào để có thể kết nối từ TV xuống không, khi dòng sản phẩm này là những cái cơ bản nhất để cho các bạn chơi. Đó là sẽ được Thiên Hà tặng thêm những dòng sản phẩm sau. Vâng, với cấu hình này thì chúng tôi sẽ tặng các bạn 5m dây của hãng Fulutech 303 để phục vụ cho về phần dây loa. Và để phần kết nối thì chúng tôi sẽ cho các bạn sử dụng thêm cái hình ảnh từ trên TV xuống, đó chính là dây chuyển quang cao cấp của hãng. Và một đội bộ chuyển quang từ quang sang RCA cơ bản. Và đây là thêm một dây RCA. Với gói combo này chỉ có 25 triệu. Các bạn hãy nhanh tay đến Thiên Hà của chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, để dinh bộ dàn này vào trong dịp lễ Tết.